Xin chào các bác nhé. Thì hôm nay em giới thiệu đến các bác cái dòng âm ly A909. Và em cũng thông báo một chút là có thể là trong tháng này hoặc là tháng sau thôi thì nhà em là sẽ chuyển cửa hàng các bác nhé. Đấy, lại chuyển các bạn. Chả hiểu kiểu gì luôn. Với thấy anh chủ anh ấy có gọi điện thì báo là chắc có thể là do trục trặc cái gì đó về cái cửa hàng ở đây thì là nên là chắc là chuyển các bạn. Đấy. Thì cũng chưa biết lý do cụ thể nó là cái gì, không biết là do bác chủ nhà hay là như nào đó, nhưng mà tóm lại là thấy báo bảo là các em quay và báo với các bác khách hàng là sẽ chuyển cửa hàng. Đấy thì em sẽ thanh lý một số mặt hàng các bác nhá, thanh lý các cái mặt hàng để bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, thì giá rất là hời luôn, các bác tranh thủ lấy những lúc như này. Tại vì ở đây hàng em có rất là nhiều các bác, mà chuyển đi thì nó cũng rất là cồng kềnh mà nó cũng lâu ấy. Đấy thì em sẽ thanh lý một số mặt hàng rất là rẻ cho các bác. Rồi thì giới thiệu đến các bác, đây là cái dòng âm ly A909. Âm ly này rất là hay các bác nhá, cực kỳ hay đấy. Các bác đừng nhìn nó nhỏ mà gọn gàng như này mà lại bảo nó không hay nhá. Cực kỳ hay luôn, em nói thật. Em bán nhiều rồi em biết và em nghe nhiều rồi. Đây là con A909 của Onkyo, có chỉnh bát, chỉnh tép, cân bằng loa trái loa phải. Có input chỉnh đầu vào, có volume, có cái chế độ acoustic này là cái chế độ để mình hỗ trợ tăng giải trầm. Đấy, hỗ trợ tăng giải trầm và tăng độ ấy cho bát này. Đấy. Tăng độ ấm cho bát. Thì con này nhá, em đang bán ở nó là hơn 2 triệu đấy, 2 triệu 3 4 đấy. Thì nếu như hôm nay bác nào chốt em để các bác hôm nay cuối tuần con này giá là 2 triệu 1. Đấy, bác nào chốt em để 2 triệu 1. Đấy, thì cũng sắp chuyển cửa hàng thì thôi em xả luôn. Đấy, thì bác nào chốt thì alo em nhá. 2 triệu 1 cho con A909 này. Tiếng cực kỳ hay luôn. Âm ly cái này của nó thì các bác để đâu cũng gọn, rất là gọn luôn. Này. Size 20, kết nối điện thoại máy tính vô tư. Này, cầu bắp chuối các bác nhá. Cầu bắp chuối này. AV các kiểu đầy đủ. Có cổng trầm này. Bác nào cần giải trầm thì có cổng trầm riêng này. Đấy. Bây giờ em lên nhạc các bác nghe thử nhá. Thì bác nào mà chốt con này thì alo em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.